sĩ từ bốn phương trời về nơi đây cùng hát vang lời, lời Việt thương ngàn năm văn hiến đem quê hương giống nòi giống tiên. Cảm ơn, xin cảm ơn quý vị và nghĩa làn sóng với theo dõi chương trình câu lạc bộ tình nghệ sĩ talk show ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, một lần nữa chương trình được gửi đến quý vị qua hệ thống của đài IBC TV. Quý vị có thể xem chương trình này qua hệ thống YouTube của đài là IBC TV Official Channel. Chương trình này cũng có sẽ có mặt tại đó. Quý vị có thể xem lại chương trình, những cái phần phỏng vấn của anh chị em nghệ sĩ. Ngày hôm nay thì một nửa rất vui, trong studio của đài IBC TV có sự diện ca sĩ Đăng Vũ đến với đài, đến với khán giả của chúng ta. Một nửa sở dĩ quý vị thấy có Đăng Vũ ngày hôm nay anh cũng sẽ có mặt trong cái chương trình kỷ niệm 12 năm thành lập câu lạc bộ từ nghệ sĩ. Vừa rồi thì bản nhạc Ai Cho Tình Yêu được gửi đến quý vị qua tiếng hát rất là trầm ấm của ca sĩ Đăng Vũ. Trước đây chắc là mình cũng đã từng tâm sự phải không em? Em chọn những cái dòng nhạc, đặc biệt là Minh Hưng và quý vị khán giả thấy là Đăng Vũ hát nhiều về lính. Bố em cũng là người trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Có lẽ đó là một những cái nguyên do mà Đăng Vũ chọn cái dòng nhạc này. Thì khi mà em đến hát những cái show nhà không riêng nhà Cali mà tiểu bang khác, thì cái cảm nghĩ em thấy cái sự khán giả mà có khi mà đón nhận những dòng nhạc trước năm 1975 thì cảm nghĩ của em thế nào? Có vui không? Có mình thấy cái dòng nhạc mình vẫn sống với khán giả không thưa em? Thưa anh Hưng, mà mình phải nói rằng hầu như là nhạc bolero rồi nhạc lính, nhạc trữ tình thì trên cái đất nước Hoa Kỳ mà Đăng Vũ đã đi các tiểu bang thì hầu như khán giả đều đón nhận và đón nhận rất nồng nhiệt cái dòng nhạc này. Vì vậy mình là trang bị cho mình cái hành trang những cái bài hát này làm trên cái bước đường đi lưu diễn là mình chỉ hát toàn dòng nhạc này và trung thành với mỗi nhạc này thôi. Thưa anh Hưng, và cũng như anh Hưng đã thấy, lẽ ra là cái tình nghệ sĩ mình làm cách đây 2 năm hả? Đúng rồi. Mà do cái dịch bệnh kéo dài, rồi sắp tới chiến tranh xảy ra, rất là nhiều chuyện buồn phiền. Nhưng mà cái câu lạc bộ tình nghệ sĩ tạo ra cái sân chơi đây để mà xoa dịu bớt đi cái nhờ nỗi buồn của tất cả mọi người trên thế giới. Đặc biệt là vào ngày 27 tháng 3 thì câu lạc bộ tình nghệ sĩ sẽ kỷ niệm 12 năm. Mong rằng những fan của Đăng Vũ cũng như là của tất cả anh chị em nghệ sĩ có dành thời gian thì liên lạc với anh Cam Minh Hưng để mà lấy vé cho mình sớm nhất, bởi vì số lượng cũng có hạn và hiện tại vé đã bán rất nhiều rồi. Mong là quý vị sẽ ủng hộ thật nhiệt tình. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rất là cảm ơn những lời kêu gọi của ca sĩ Đăng Vũ. Kính thưa quý vị, một nửa chương trình ngày 27 tháng 3 và Chủ nhật 27 tháng 3 lúc 5 giờ tại nhà hàng Golden Sea thì các anh chị em nghệ sĩ rất đông sẽ có mặt. Ca sĩ Đăng Vũ đây là một trong những nghệ sĩ sẽ có mặt. Có chị Thanh Lan, ca sĩ Mai Lê Huyền, anh Lê Toàn, ca sĩ Thúy An. Rất là nhiều, rất đông anh chị em nghệ sĩ có lạc bộ tình nghệ sĩ mà chúng tôi thấy quý vị thấy những hình ảnh trên poster. Đặc biệt là không thể thiếu được phần trình diễn của các em thiếu nhi. Các em đã tham dự sinh hoạt của câu lạc bộ tình nghệ sĩ trong 6 năm vừa qua. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những màn trình diễn rất là đặc sắc. Vé thì rất là tượng trưng, có phần ẩm thực kính thưa quý vị, mà vé chỉ rất là tượng trưng, chỉ có 35 đô cho regular cũng như là 45 đô cho VIP. Đăng Vũ biết không, nhiều người cũng hỏi wow, sao mà cái chương trình nghệ sĩ đông như vậy rồi phong phú như vậy mà vé rẻ như vậy. Đăng Vũ có biết tại sao không? Đối với em thì không hiểu được nguyên nhân, nhưng mà đối với em nghĩ thì anh Hưng anh làm chủ yếu là mình để cho bà con đi xem chứ không phải vì cái lợi nhuận kinh tế gì đâu. Đối với em thì phải nghĩ vậy. Một cái dịp rất là vui để mong rằng quý vị đến để chung vui, như là cái một ngày birthday quý vị thấy thường nghe những tiếng hát mà quý vị đã từng yêu mến, như là hôm đó cái tiếng hát của Đăng Vũ, rất là nhiều fans của Đăng Vũ, cũng như là quý vị đến cũng chung vui ngày hôm đó chỉ có ca hát khiêu vũ rất là vui. Thì mong quý vị một lần nữa mau gọi điện thoại cho Cam Minh Hưng, như là Đăng Vũ có nói là vé cũng bán sắp hết rồi, chỗ ngồi có giới hạn. Quý vị có thể liên lạc với Cam Minh Hưng, số điện thoại mong nữa là 7144039315. Chắc chắn ngày hôm đó Đăng Vũ sẽ có những bài hát. Có bao giờ có thể bật mí được những bài hát nào mà Đăng Vũ nghĩ là sẽ trình diễn đến khán giả hay không? Thì Đăng Vũ thì chọn cho mình những cái bài hát trữ tình, bolero hoặc là nhạc lính. Nhưng mà nếu trong cái chương trình có fan Đăng Vũ đi theo mà yêu cầu bài hát gì thì em sẽ đáp ứng cho tất cả quý vị. Cảm ơn Đăng Vũ. Thì để kết thúc chương trình phần 2 ngày hôm nay thì một nhạc phẩm khác sẽ Đăng Vũ sẽ chọn để gửi đến quý vị, là nhạc phẩm gì sẽ Đăng Vũ sẽ gửi đến đây? Thưa anh Hưng, thì trong các chương trình Đăng Vũ thường chọn một bài trữ tình, sau đó thì hát một bài nhạc lính để tặng cho những cô chú mà hát ô ở đây. Bài hát được mang tên Người Nữ Đồng Đội. Xin mời quý vị nghe.
Bài này phải nói rất là xưa ha, mình nghe Người Nữ Đồng Đội, một trong những nhạc phẩm mà có thể nói đã đi vào lòng người. Chúng ta nghe là nhạc phẩm này chắc chắn là những hình ảnh về quê hương chúng ta trong thời chinh chiến, tình huynh đệ chi binh phải không? Trong thời chinh chiến chắc chắn sẽ gửi lại rất đông các vị khán giả theo dõi chương trình ABC TV cũng là những người đã từng tham dự trong cái cuộc chiến vừa qua. Thì mong rằng bản nhạc này sẽ gửi đến quý vị một lần nữa để chúng ta cùng nhắc nhở như là một cái lời cầu nguyện đến những người dân Ukraine đang trong cái cuộc chiến mà chúng ta thấy nước Nga xâm chiếm đã quốc gia của họ. Thì chúng ta, những người chúng ta được may mắn sống trong cảnh thanh bình cũng không quên những người trẻ em vô tội, những người phụ nữ, thì mong rằng chúng ta góp một lời cầu nguyện đến cho đất nước quốc gia Ukraine. Đến đây thì chúng tôi thời lượng không còn nữa, chúng tôi một nữa cảm ơn anh Hành Cư, anh Hoàng Trần đã cùng Cảm Minh Hưng trong ban nhạc câu lạc bộ Tiền Nghệ Sĩ đem đàn cho các anh chị em. Cảm ơn Đăng Vũ rất bận rộn cũng đến để chia sẻ chương trình ngày hôm nay. Mời em gửi lời chúng ta chia tay khán giả. Đăng Vũ cũng xin thành thật cảm ơn quý đài, cảm ơn anh Cao Minh Hưng đã cho Đăng Vũ cái cơ hội để mà anh em mình có dịp chia sẻ rộng rãi đến tất cả quý vị, và nguyện cầu cho đất nước Ukraine thể sớm thoát khỏi cảnh chiến tranh bạo tàn, bởi vì chiến tranh còn đây, hỏa châu chưa liệm tắt, đường chinh nhân có đâu là dài. Cái bài hát nó vậy cũng thay thế lời nguyện cầu cho đất nước và trên thế giới được bình an. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn Đăng Vũ. Kính thưa quý vị, một lần chúng ta cảm ơn quý vị theo dõi chương trình ngày hôm nay. Với bài hát này, chúng tôi xin kết thúc chương trình ở đây. Và mọi ý kiến đóng góp cho chương trình, quý vị có thể liên lạc với Cao Minh Hưng qua số điện thoại 714-403-9315. Và chúng tôi một lần nữa mong quý vị đến ủng hộ thật đông cho chương trình kỷ niệm 12 năm câu lạc bộ Tiền Nghệ Sĩ vào ngày 27 tháng 3 lúc 5 giờ tại nhà hàng Golden Sea. Số điện thoại của Cao Minh Hưng một lần nữa là 714-403-9315. Chúng tôi xin chia tay quý vị khán giả ở đây và xin kính hẹn quý vị trong chương trình tuần sau. Xin trân trọng kính chào quý vị. Còn đây hỏa châu chưa liệm tắt.
thân trai ngại chi gió sương, phố thị giá tù để lại đêm vui chưa tắt. Tôi đi cho quê mẹ tan chiến tranh, để người em bé nhỏ còn dầm bia trên phố vui. Tôi em hai ta cùng chung hướng đi, chiến cuộc dẫu dài mà tình quê hương còn đó. Tôi tương tư một ngày vui núi sông, những ngày mai rất đẹp cho đôi mình lại gặp nhau. Lâu rồi xa xôi, biết giờ em còn xuôi ngược nơi đâu. Tuyến đầu cao nguyên hay vùng biển ải, gió rừng mưa đêm. Chiến hữu nặng tình, xin gửi đôi nét gửi nhau một niềm tin. Chiến tranh còn đây hòa đâu chưa liềm tắt, thì đường chính nhân có đâu là dài. Chiến tranh còn đây hòa đâu chưa liềm tắt, thì đường chính nhân có đâu là dài. Trời về nơi đây cùng